Xin chào các bạn đến với chương trình Kitchen at Home Chef. Hôm nay chị Anh sẽ làm cùng các bạn một món bánh rất đơn giản và nó chỉ có 2 bước. Bạn hoàn toàn có thể làm bánh này với một bé nhỏ trong bếp và đảm bảo bé nhỏ sẽ rất thích vì đây là một bánh có vị dừa và chanh, đó là bánh dừa chanh nướng. Trước tiên bạn sẽ chuẩn bị trồng xình khuôn nướng bánh bằng bơ và bột mì. Sau đó cắm một chiếc máy xay, rồi cho tất cả các nguyên liệu của bánh vào máy xay. Đầu tiên là bột mì. Chanh dùng một dụng cụ bắt chanh rất là hữu dụng, nó có lỗ để nước chanh chảy ra nhưng mà vẫn giảm được lại hạt chanh ở bên trong, và khi vắt xong bạn có thể cất luôn hạt chanh vào tủ lạnh trong cái dụng cụ bắt chanh này. Rồi đậy nắp lại và tiến hành xay tất cả mọi thứ cùng với nhau. Như là vẫn còn thiếu vani, và chị sẽ cho thêm vani vào một thìa canh. Đều vào nhau và lúc mình đổ một bánh vào trong khuôn. Vừa đủ một chén. Bây giờ chị Anh sẽ cho vào lò nướng. Cao lên giống souffle. Mình sẽ rắc thêm một ít đường xay lên bề mặt bánh. Bây giờ bánh chúng ta đã xong, đơn giản phải không? Chén sẽ ăn thử miếng bánh rất là súp và vẫn còn nhiều nước ở trong. Bánh vẫn rất là ướt, có vị chua của chanh, thơm của dừa. Hy vọng bạn cũng